Tranh Đông Hồ là một loại hình nghệ thuật truyền thống có nét đặc trưng riêng. Đặc trưng của tranh Đông Hồ đó là chất liệu, màu sắc và sản phẩm tranh in trên một cái mộc bản gọi là bản gỗ. Tranh dân gian Đông Hồ nó là sự hội tụ của toàn bộ cái tri thức dân gian về mặt thẩm mỹ, đấy, về mặt công nghệ hoàn toàn Việt Nam, hoàn toàn khác biệt với những cái nền tranh dân gian có vẻ gần giống như là Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Cái truyền thống Đông Hồ thì tôi vẫn nói với khách về đây thì tôi vẫn giới thiệu cho khách là cái thứ nhất là cái hình ảnh, cái thứ hai là cái chất liệu màu sắc và giấy, cái thứ ba là cái cách làm. Đấy là cái truyền thống, tôi có thể tạm gọi đấy là những cái truyền thống của Đông Hồ theo cái ý kiến của tôi là như thế. Nhưng nếu ta đánh mất màu sắc đi, mất những cái màu thủ công đi, đánh mất những các cái cách làm đi, thì đâu phải còn Đông Hồ nữa. Tranh Đông Hồ không phải là cái giấy khác. Ví dụ như các cái nhà, các cái tranh khác thì có thể ta dùng bằng giấy Việt trì, bằng cái loại giấy khác, như riêng cái Đồng Hồ phải dùng giấy là bằng cái cây gió. Một cái cây gió là cây gió người ta trồng trên rừng. Và tôi cũng đã đi 3 cái tỉnh để tôi nghiên cứu xem những nơi nào người ta trồng. Thì tôi xin nói thế này, Quảng Ninh là 1, Thái Nguyên là 2, Tuyên Quang là 3. Tức là 3 cái tỉnh đó người ta đều trồng cái cây này. Và cái cây này thì tôi cũng xin nói thế này, làng chúng tôi không sản xuất ra được cái giấy này. Và cái giấy này nó phải có làng nghề. Tôi biết là có 2 làng nghề khác nhau. Thí dụ như là cái làng Hồ ở chợ Bưởi, ở người ta vẫn trước người ta gọi là làng Yên Thái đấy. Thế còn Bắc Ninh thì có cái làng Đống Cao ở huyện Yên Phong. Thì cái làng đó, 2 cái làng đó người ta sản xuất ra cái giấy này để tôi mua về sản xuất ra cái tranh Đông Hồ. Đấy là đặc biệt về giấy. Nghề làm giấy không biết từ bao giờ, nhiều đời nay rồi. Vỏ cây gió đem ngâm 24 tiếng rồi chặt ra từng khúc một và muối vôi vào cho vào trong thùng lấu 48 tiếng. Xong đó bắt đầu lại rửa sạch đi rồi lại sơ chế tiếp, rồi sau đó mình đưa vào máy nghiền. Nghiền xong đó rồi sau đó mình lại phải đem đãi. Đãi đi rồi xong cho vào trong bể để tráng giấy. Giấy của tranh Đông Hồ cũng là một cái loại giấy cũng đặc biệt, đó là giấy gió. Giấy gió có một chất liệu dai, bền, đã được thể hiện qua thời gian, được các nghệ nhân Đông Hồ phủ lên một lớp điệp, điệp là mai con điệp ở dưới biển, được các nghệ nhân đánh quẹn vào với
hồ lếp và dùng cái chổi thông phủ đều lên giấy gió tạo ra một tờ giấy điệp. Và tờ giấy điệp đó để in tranh đồng hồ, đó là một nét đặc trưng của dòng tranh dân gian đồng hồ. Và được Hoàng Cầm tổng kết cách đây mấy chục năm, hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp, đó là cái chất liệu đó và cái nét đặc trưng đó của dòng tranh dân gian đồng hồ. Giấy in được quét một lớp điệp, hồ điệp để tạo ra một cái độ phẳng và độ bền chắc cho giấy, đồng thời có cái mục đích là để cho cái quá trình in nhiều màu mà vẫn đảm bảo cái chất lượng của hình ảnh. Đấy, thì cái khác biệt của tranh dân gian đồng hồ nó nằm ở kỹ thuật in và chất liệu giấy in. Còn màu thì tôi xin nói thế này, không hiểu các cụ nhà tôi ngày xưa tại sao lại biết nghĩ ra màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đen, những các cái màu nó như thế nào. Màu trắng là các cụ phải xuống Quảng Ninh, xuống Hải Phòng kiếm cái con điệp về tán nhỏ nó ra, trộn nhỏ nếp, quét lên giấy gió thì gọi như là giấy điệp. Và cái màu đỏ của nó là gì? Cái màu đỏ là từ cái hòn sỏi son. Cái tranh đồng hồ tôi thấy một cái hay nhất mà tôi làm dễ nhất và màu sắc lại đảm bảo nhất là cái màu vàng là gì? Hoa hòe. Và cái màu xanh của nó là phải cái lá tràm và cái lá tre để đốt ra làm thành màu đen. Và cái màu đen thì tôi cũng xin nói thế này, không phải ai cũng có thể đốt được ra cái màu đen đó, mà rất là làm cái gì cũng phải có kỹ thuật, có cái nghề của nó. Chứ anh đốt ra nó tàn thì nó thành cái màu tro thì nó không phải là màu đen nữa. Thì đấy là một cái mà tranh đồng hồ nó có 5 cái màu. Trắng là điệp, đỏ là sỏi, vàng là hòe, xanh là lá tràm và đen là lá tre. Người làm ra mẫu tranh phải hiểu được các cái ý nghĩa của màu và dùng cái màu đấy như thế nào để phù hợp với cái ý nghĩa của bức tranh. Cho nên là các cái màu ở đấy thường được tính toán để tạo ra cái sự, thứ nhất là thuận mắt, chứ các cụ ngày xưa gọi là thuận mắt, bây giờ mình gọi là hài hòa. Thứ hai là cái hài hòa đấy lại phải phù hợp với cái nội dung của bức tranh. Đấy. Cho nên là bao giờ người ta cũng, cái nghệ nhân làm màu ấy, người ta cũng nghĩ ra, thế sau đó thì lại có cái sự tham khảo của các nghệ nhân khác hoặc của người dân nữa để tạo ra một cái hệ màu, một cái sự gọi là phối hợp màu của 5 cái màu cơ bản đồng hồ đấy trên tranh với kết hợp với cái nền điệp, màu điệp đấy, để tạo ra cái cảm giác khi mà xem bức tranh. Từ cái bản nét này mới tách ra cho các bản màu. Nó đổi mới ra đây. Đây gọi là cầu sông. Ừ, cầu sông. Cầu sông. Đây nó có tranh nó cứ đi. Đồng hồ nó cứ đi từ nhau một đôi một. Cái này cái này. Đây là một đôi. Khởi nghĩa, cách mạng tháng 8 khởi nghĩa đấy. Đây có rất nhiều cái tranh. Đấy, rất hay ở đây, các cụ vẽ là rất hay. Còn cái cách làm ở đồng hồ ở đây thì nói này, tất cả từ cái bản khắc gỗ để in cho nó, chứ không có cái gì tự vẽ cả, mà không có cái gì để mà không có cái bản khắc gỗ thì không ra được cái sản xuất tranh. Cho nên cái đồng hồ của tôi nó đặc biệt, nó là như vậy. Còn về mặt kỹ thuật gọi là trồng màu, thì ở đây trồng màu có nghĩa là các cái bản in nó trồng lớp nọ trên lớp kia, và thực tế thì không phải là tất cả các màu đấy nó nằm cạnh nhau riêng rẽ đấy, trong các cái khoảng nhất định và trong những cái mục đích của cái bức tranh nhất định thì có những chỗ người ta để các màu cạnh nhau và có những chỗ là màu nọ trồng lên màu kia. Đấy, có những chỗ hai màu chồng lên nhau, có những chỗ là ba màu chồng lên nhau. Và cái đấy đòi hỏi một cái kỹ thuật in rất là thành thạo, rất là chuyên nghiệp thì mới làm được. Đấy. Và tại sao có cái sự hài hòa nữa ở trong tranh dân gian đồng hồ về màu sắc? Thì đây là
khi mà chúng ta nghĩ đến các cái màu xanh đỏ tím vàng thì nghĩ là nó rất khó đi với nhau, nhưng nó vẫn có thể đi với nhau, ăn nhập hài hòa, bởi vì nó có một cái bảng nét đen. Cái nét này nó không những để định hình, chặn hình, mà nó còn làm trung hòa tất cả các cái màu có thể đối chọi với nhau trong cái phối hợp đấy. Thì cái màu đen nó làm trung hòa lại rất là quan trọng, và đồng thời nó tạo ra cái cảm giác về các cái độ tươi, độ trong của cái màu. Cái kỹ thuật thì in cắt màu của đồng hồ ấy, thì in thì phải được định hình ngay từ cái lúc mà chúng ta tạo mộc bản, và chúng ta phải in trên một cái nguyên tắc, tức là màu mạnh in trước. Màu mạnh ở đây ví dụ như đối với dòng tranh đồng hồ chúng tôi ấy, thì cái màu mạnh đó là màu xanh, màu đỏ, màu nhẹ đó là màu vàng hoặc màu trắng. Thì trên một nguyên tắc màu mạnh in trước, màu nhẹ in sau, và cái màu định hình đầy đủ chi tiết đó là cái màu đen in cuối cùng. Thì khi chúng ta in như vậy thì các chi tiết mảng màu của tranh đồng hồ nó sẽ đầy đủ và nó sẽ tạo ra những cái gam màu đẹp. Bên cạnh cái quá trình mà in trên nguyên tắc màu như vậy thì có một số màu chúng ta sắp đặt in chồng chéo. Ví dụ như màu trắng chúng ta in lên màu đỏ, hoặc màu trắng chúng ta in lên màu xanh, thì chúng ta lại tạo được một màu nữa. Và cái màu in chồng chéo đó nó tạo ra một gam màu rất đẹp, hấp dẫn. Và cái đó nó cũng là cái bí quyết do cái in bằng mộc bản, in chồng lấn. Và nó là một nghệ thuật của tranh đồng hồ. Cái đó cũng là một sự độc đáo. Bản thân các cái màu tự nhiên nó có những cái độ trong nghề thì gọi là cái độ nhuần nhị, cái độ hài hòa, riêng biệt, nó không giống như các cái màu hóa chất. Cho nên là khi mà đặt cạnh nhau thì nó cũng không, giả sử có cái sự va đập thì nó cũng không quá gắt, cũng không quá mạnh, không gây ra cái sự gọi là khó chịu trong cái cảm nhận. Nhưng mà đặc biệt trong tranh đồng hồ thì cái chất màu nó đục xốp xốp, nó ít bắt ánh sáng, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái độ sắc độ gọi là không quá gắt. Thứ hai là cái màu đen và cái nét đen đặc biệt nó làm cho cái màu đấy nó dung hòa được với nhau. Nếu đánh mất cái đó thì tự nhiên anh diệt vong. Theo quan điểm của tôi nhé, theo quan điểm của tôi, nếu như ta đánh mất cái đó thì chắc chả còn khách nào ta đến cái làng đồng hồ này. Chắc người ta cũng chả đến. Người ta làm gì hai máy bây giờ in bao nhiêu màu, 7 màu một lúc người ta ra được ngay, người ta làm gì? Cho máy in người ta vẽ một lần cho người ta cứ thế người ta ta in ra thì làm gì người ta phải đồng hồ nữa. Cái dòng tranh dân gian trên thế giới cũng như là các dòng tranh dân gian khác của Việt Nam, như là hàng trống hay làng sình hay là tranh đồ thế trong Nam Bộ, thì họ cơ bản là dùng một cái kỹ thuật là in bản gỗ lên giấy với một màu là đen trắng và in bản nét thôi. Thế còn phần màu là họ tô bằng tay. Thế và cái phương pháp in của tất cả các cái dòng tranh khắc gỗ khác tranh đồng hồ là in ngửa ván gỗ, tức là ván gỗ nằm ngửa và giấy để lên, sau đó thì dùng những cái áp lực bằng tay, bằng máy để mà lấy những cái hình trên bản gỗ ra giấy. Thế cái phương pháp của đồng hồ là phương pháp ngược lại hoàn toàn và là duy nhất. Đấy là cách in úp bản gỗ, tức là giấy thì đặt ở bên dưới và úp bản gỗ lên trên. Đấy là một cái khác biệt về mặt kỹ thuật. Nhưng ở đồng hồ thì ngược lại, tức là chúng tôi in bằng cách in sấp ván, tức là chúng tôi dùng một cái bìa màu quét màu lên và dùng ván dập lên cái bìa màu.
Và khi màu nó bám đều lên cái phần nổi của cái mộc bản thì chúng tôi mới in ra tờ giấy. Và khi in thì chúng tôi xoa đằng sau để cho giữa giấy và ván nó khít vào nhau. Và trong quá trình chúng tôi xoa, chúng tôi vừa xoa vừa nghe và chúng tôi cảm nhận được màu đã bám đều lên giấy. Và khi đó là bức tranh in đã thành công. Và cái quá trình ta in ta phải cảm nhận được. Nếu chúng ta in xoa kỹ quá thì tờ giấy nó thủng rách, màu cũng không đẹp. Và chúng ta xoa dối thì màu cũng không đẹp. Thì cái này nó mang cái tính kinh nghiệm, nghề nghiệp. Và phải trải nghiệm chúng ta mới cảm nhận được. Và phải có một thời gian rất dài chúng ta mới cảm nhận. Và cái khó khăn nhất của đồng hồ của tôi là gì? Ngoài cái việc anh vẽ ra là một chuyện rồi, nhưng mà để khắc được ra cái chành, cái đó là cái khó. Cho nên tôi nghĩ là trong cái lớp học này á, làm thế nào mỗi một nhóm phải có một anh phải truyền lại được khắc được cái nghề cái tranh đồng hồ này, thì lúc đó mới tồn tại được. Chứ anh chiếu in không thì nó không thể tồn tại được. Cho nên tôi cho những cái điều đó là cái điều khó nhất của tranh đồng hồ, là cái gì? Cái khắc gỗ, là cái khắc gỗ. Chứ còn nếu mà anh in thì chỉ có thể hướng dẫn 1-2 ngày có thể in được ngay. Bồi giấy có thể nói 1-2 lần có thể làm được ngay. Như riêng cái khắc gỗ thì không đơn giản. Về chủ đề cầu chúc thì các cụ vẽ các bức tranh vinh hoa, phú quý. Về đời sống xã hội thì các cụ vẽ các bức tranh phản ánh hoạt động đời thường của người dân, ví dụ như bức tranh hứng dừa diễn tả gia đình hạnh phúc, hay bức tranh đánh ghen là gia đình chưa hạnh phúc, bức tranh đám cưới chuột thì diễn tả phê phán cái tham nhũng trong xã hội, hay bức tranh nói về các hoạt động của người nông dân như bức tranh tăng gia, hay bức tranh văn minh tiến bộ, thể dục chấn hưng, nói về cái sự rèn luyện thể thao trong đời sống của người dân. Tranh giấy của đồng hồ thì các cụ vẽ một số tranh theo tờ và một số tranh theo cặp, tức là theo thuyết âm dương vẽ 2 tờ, và một số tranh các cụ vẽ theo bộ, ví dụ như bộ kiều các cụ vẽ vào 4 bức tranh để nói lên cái tích truyện kiều của Nguyễn Du ngày xưa. Tranh dân gian đồng hồ nó có cái khác biệt nữa về mặt tạo hình. Cái tạo hình của tranh dân gian đồng hồ là nó chứa đựng rất nhiều những cái yếu tố về bản sắc, về thẩm mỹ, về văn hóa, về lối sống sinh hoạt, về suy nghĩ của người Việt Nam. Ở đấy nó phản ánh rất rõ cái tính khái quát trong tư duy, rồi cái sự mềm mại uyển chuyển trong cái ứng xử với xã hội, với tự nhiên qua các cái hình thể, và đặc biệt là các cái đề tài thì rất là dí dỏm hóm hình mà ở rất nhiều các cái dòng tranh dân gian khác không có, nên nó thể hiện được cái bản sắc của văn hóa Việt Nam rất là rõ. Để phát huy cho cái nghề tranh dân gian đồng hồ cho nó được phát triển, chúng tôi là làm không những làm theo những cái bản cổ của các cụ ngày xưa, làm theo lối truyền thống của các cụ ngày xưa, mà chúng tôi bây giờ còn đổi mới những cái tranh, như là chẳng hạn như là chúng tôi sáng tác những cái tranh mới và sáng tạo thêm nhiều chủ đề mới.
Thank you.